Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Đức Trung từng bị Tổng cục 2 chơi sát ván Đứng đầu Tổng cục 2 là ông Phạm Ngọc Hùng, còn gọi là Hùng Tốt Tương tự như người tiền nhiệm Nguyễn Tri Vịnh, ông Phạm Ngọc Hùng khá ngang ngược vì ý mình đang nắm những hồ sơ mật về chuyện thâm cung bí sử của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam Được biết ông Hùng vi phạm quy định 250 của Bộ Chính trị chống tha hóa trong việc duy trì quyền lực khi liên tục kéo dài mà không chịu nghỉ hưu, bàn giao lại cho thế hệ tiếp theo, người đã được quy hoạch, được chuẩn bị sẵn sàng để lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, không ai dám mạnh tay với ông này, với ông đang được cho rằng đang liên minh với một ủy viên bộ chính trị trong quân đội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, ông Hùng lợi dụng chi tiết trong quy định chức năng nhiệm vụ dành cho tổng cục 2 là tình báo chiến lược toàn diện. Có nghĩa là tổng cục 2 theo dõi cả các vấn đề về chính trị nội bộ. Trong khi đó, chức năng nhiệm vụ của tổng cục 2 là tình báo quốc phòng. Có một câu nói nổi tiếng để mô tả về công việc mà tổng cục 2, hiện nay là 7 phần ta, 3 phần địch. Tức là theo dõi ta nhiều hơn theo dõi địch. Ngoài việc làm sai chức năng nhiệm vụ việc thu thập tài liệu nội bộ chủ yếu phục vụ cá nhân Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng. Trong một cuộc đi cùng của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, ông Trung có tiết lộ rằng ông Trung đã biệt ông Hùng cho dọa cho ăn quả thối nếu không đáp ứng một số điều kiện. Đây là những thông tin mà hồ sơ tài liệu mật đã tiết lộ ra. Nhưng khi xem đến công tác nghiệp vụ chính của Tổng cục 2 thì có vẻ thực sự có đúng việc và đúng người hay không? Lâu nay giữa công an và quân đội luôn không ưa nhau Vì thế từ cục 2 cứ điều tra nhắm vào quan chức ngành công an Nguyễn Đức Trung không nắm công an Nên không quen biết nhiều những người đứng đầu bên tình báo của Bộ Công an Và dường như ông Nguyễn Đức Trung sẽ bị ăn quả thối thật Theo một số nguồn tin riêng cho biết Những sai phạm của ông Nguyễn Đức Trung đừng tổng cục 2 thu thập và cung cấp Sau đó thì mới đến các cơ quan khác vào cuộc và ông Nguyễn Đức Trung đã ngã ngựa. Đây là hình ảnh Phạm Ngọc Hùng đi bên bà Nguyễn Thị Kim Ngân là quyền lực không đáng ngại. Người ta nói không hiểu tại sao vị trí chủ tịch thành phố Hà Nội cứ bất an như vậy. Hiện nay ông Nguyễn Thế Thảo, người đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước cũng đang bị khơi dậy. Sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo từ rất lâu mà không ai khui ra để rồi bây giờ mới tổ chức thanh tra ẩm mỹ. Cũng có tìm cho rằng những sai phạm đó có hệ thống của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là có bàn tay của Tổng cục 2. Khi tài liệu mật được cung cấp, Bộ Xây dựng mới vội thanh tra để không phải bị quy kết là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói hiện nay đơn vị tình báo quân đội đang mạnh hơn đơn vị tình báo công an là Tổng cục 5 rất nhiều. Trong nước, Tổng cục 2 tổ chức theo dõi, lập hồ sơ những quan chức cấp trung ương. Bên ngoài Tổng cục 2 bắt tay với các lực lượng tình báo ở nước ngoài. Trong khi đó, Bộ Công an chỉ theo dõi tội phạm là thế mạnh. Họ cũng theo dõi các đồng chí trong nội bộ, nhưng không mạnh bằng quân đội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Chí Vịnh, một thời nắm tổng cục 2, đầy quyền lực. Từ thời ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Hà Nội, ông Trọng vào tứ trụ và cầm quyền từ đó đến bây giờ. Tuy nhiên, từ thời tổng bí thư, sao ông Trọng đều có vẻ lặng lẽ hơn rất nhiều. Như ông Phạm Thế Duyệt, ông Phạm Quang Nghị ông Hoàng Trung Hải và đến giờ là Đinh Tiến Dũng đều âm thầm và rất khó có thể triển vọng tiến xa. Nguyên nhân thủ đô là nơi quá gần với tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Nếu không cẩn thận, những yếu điểm được điều tra, lập danh sách đen rồi sau đó giúp một thế lực nào đó kiểm soát dân sự. Có người nói rằng ngồi với chiếc ghế bí thư hay chủ tịch thành phố Hà Nội đều là cái ghế rất cạm bẫy. Ngồi vào hai ghế này đều có thể dễ chuốc lấy rủi ro cho sự nghiệp chính trị của bản thân. Tuy nhiên, dù rủi ro, chiếc ghế lãnh đạo thành phố thủ đô vẫn rất hấp dẫn là mục tiêu của rất nhiều thế lực khác nhau đang tranh giành trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Nguyễn Đức Trung từng bị Tổng cục 2 trời sát ván. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.